Đây cho mọi người ngắm cặp dung này. Ngắm cặp dung cực đẹp luôn. Đấy. Dung đẹp chưa? Quá tuyệt chưa? Rồi chưa? Em chịu khó tí nhá, chịu khó tí em nhá. Chưa ngủ. Không được. Chưa ngủ như này chưa? Lâu quá nó lại phải giờ. Thôi. Em chịu khó ngủ đi. Em ngủ đi nhá. Em ngủ đi, em ngoan em ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi cho em ngoan cho ngủ đi các chị nhá. Càng lâu rồi càng ngủ. Anh tay sạch chưa? Anh dựng cái này lên để em. Dựng hai cái kia lên để em. Chị sáng rượu rồi. Rượu thôi, tuần nước sôi xong rồi rượu. Ok thôi. Bình này cũng là bình xoáy. Đây cho mọi người ngắm cặp dung này. Ngắm cặp dung cực đẹp luôn. Đấy. Dung đẹp chưa? Quá tuyệt chưa? Rồi chưa? Thì hơi qua cồn nữa là sẽ bỏng. Cạo cái cho lan nữa là xong. Cạo cho lan. Cạo lan. Cạo cho lan nhưng mà cạo nó đẹp. Chơi xì. Rửa qua nước sạch tinh hoặc là hơi qua cồn là nó xuống. Chứ bây giờ mỡ, giá mỡ. Giá mỡ. Làm trước đi con, cho mẹ cái. Thank you.
thì lúc vừa cạo. Nó múc hết hả? Cái này nó múc hết. Đây cái ấy của nó đây rồi này. Con mà. Con nó vào đây đi. Để cho tao nước thì cần la quá mà phát ra hết luôn. Đây, đây cái này không lại cho vào cái chỗ mẹ làm đi. Sơ thôi. Ừ. Cái này thì bao nó tối mất khỏi. Tối làm sao được. Lắm một rượu thôi em sẽ. Con máy của mẹ có quay không? Có. Nó thả vào bình đổ rượu. Thả vào bình đổ rượu. Ờ, đã có cái mà đóng rượu chứ. Hả? Không, bây giờ đóng cho đầy hai cái này. Vào nhé. Còn đầy hai cái này là căn chứ. À, cái bình này mấy lít là người ta có này. 5 lít với lại hơn nữa là cái bình của mình đây mà 20 lít thì cứ đóng ra căn thì vừa. Xong rồi còn tí nữa còn đưa cho ạ, nếu như mà cho lưng lưng thì đưa thêm một cái bình nhỏ nhỏ về cho ăn đổ cho đây, còn không thì đổ đây tắt đi thôi. Lúc đầy hai bình thôi lại phải bình thêm làm gì? Ờ, đầy hai bình thôi nhà, nhưng mà đi lên đường có sóc có tắt không? Kiểu cũng như là để phải bị bịt 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 bóng vào đấy. Bịt bóng, ok. Tà rô à? Không mà có quay đấy, đúng nào luôn buồn cho vào. Đừng có bỏ. Đưa cái gì? Đưa cái lưỡi dao lam lên mẹ cạo, mẹ xước tí nào. Mắt bây giờ kém lắm này. Mắt mình bây giờ còn hư ra nữa ấy. Ờ, mắt là phải đeo kính đấy. Đưa lên mẹ vuốt xước tí nào. Bố đổ cái rượu này đi cho mẹ cái.
giúp nó tráng cái rượu kia cho nó bớt rượu rằng cái không. Ừ. Rượu kia thì anh vào bê lên cho em cái. Đây cái rượu này này. Bây giờ mẹ không có đứng bên này này. Mình chặt nửa ấy, cho nó vào ấy, chứ không ép được, mềm quá. À. Đẩy nó vào, đẩy cái kia kìa. Hai tay cũng được. Không, bây giờ chỉ cắt nửa đây này, gặp lại. Anh vừa ấy là sao này? Không được, không được, em không biết làm sao. Cắt khứa lên một tí thì thôi làm. Ừ. Tự nhiên để được kia thì để học. Không, hắn vẫn nó không nguyên si mà, thì là mình chỉ bóp một phát cái bóp vào là xong là được mà. Tại sao hắn cho trí thông minh ở đâu này mà. Bây giờ sao phát tí này, lấy cái thớt trắng của mình ấy, kê tạm lên cái thớt trắng xong rồi chặt một phát ở đấy vào luôn. Khứ ở giữa ấy. Khứ ở đấy á? Ừ. Không, vào. Không, như thế nó không đẹp. Không đẹp. Nên em chạy, còn tí lắp hay. Thế này cái cưa ấy, vừa xong thì nó hay luôn. Cưa vừa xong đi. Ơ, lấy cái cưa vừa xong. Chẳng sạch xong rồi nó sạch sạch. Không, nhưng mà vẫn cứ để cái thớt đấy đấy. Cái thớt thì để cái mặt. Nó dễ hơn. Dễ hơn nhiều. Cứ nhìn nó ra cứ lát mát. Cứ là nó sẽ chắc ăn hơn. Càng cưa ra lại càng ngâm, càng nhanh. Nghe. Chỗ này nhỉ. Gặp thế thì em có ông hàng xóm này hả? Nói vui kiểu chưa ăn thịt mà cao ngựa. Ừ. Cuối cùng con thợ cao đến chăn mẹ mất thợ. Đây em này. Đấy. Thấy chưa? Đó. Nguyên không? Huyết nó nhiều đấy. Trời ơi, nó nhiều, nó ra bây giờ phải ấy luôn. Không có đông đấy. Này này, xẻ cái này xong cái này nhanh để con đưa lấy ra rượu ra gọi nhưng không có đông mất. Đông đông đông. Của anh thọ trước đông rồi. Đông gì? Đông chứ. Cái này nó to quá. Ủa cái này. Đúng không? Trên mạng nó đang có cái gì nhỉ? À cho sâm. Sâm thì có đấy, nó vơi bớt đi, đến lúc sau là cầm nó vơi bớt đi rồi thì mình đổ được. Chứ bây giờ đầy thế kia là nó lại. Trên ảnh nó không to như ở ngoài. Kể cả cái ấy trên ảnh nó cũng không to. Đẹp thôi rồi luôn. Hai chiếc nhung cực đẹp luôn. Nó ngâm. Nó lại nước nửa cái da ra. Nó lại càng to. Chưa?
mình. Đấy, cái này 20 lít thì mình cứ làm một tầm đấy 10 lít ở đến đây này. Có gơ gơ hết rồi này. Nhìn trong mình to lắm em ạ. To mà, đang bảo lên ảnh thì nó bé. Nhìn quay vào ảnh nó bé, bên trong này to lắm. Cái này sụp. Bố cho sang bên kia trước hay không? Cái huyết nó đông á. Đông sao được, em thật. Đẹp lắm. Mình cặp nó này đẹp. Đây này, bố cho cái ảnh đánh bản quyền này, ghê ghê không? Đánh bản quyền đấy. Em chắc là muộn, hơi muộn nhỉ? Dạ. Hơi muộn nhỉ? Muộn gì ạ? Tức là về hơi muộn đấy. Bình thường. Đấy, bố biết chưa? Nếu như mình không làm nhanh là nó khô mất cái huyết đấy, nó không đẹp. Wow, nhìn. Nhìn to đùng đùng ấy. Ừ. To nó mập ấy. Nhưng mà cơ bản khi mình quay vào ấy, nó nhỏ nhỉ? Kể cả con trên có đầu nó hiểu thế.